Thừa Thiên Huế giải trình như thế nào về thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 18 tháng không tiếp dân? Sáng 12 tháng 10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ký văn bản gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải trình về việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của luật tiếp công dân. Trước đó, Ban Thường vụ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản số 2990 Mặt trận Tổ quốc BTT đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giải trình việc tiếp công dân không đảm bảo theo quy định của luật tiếp công dân. Tuy nhiên, trong văn bản giải trình, ông Nguyễn Văn Phương cho rằng, theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành báo cáo số 270 ngày 29 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Theo đó, báo cáo đã bám sát đề cương theo yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, tại báo cáo chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải trình bổ sung. Cụ thể, trong kỳ báo cáo cả năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế lúc đó là ông Phan Ngọc Thọ đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt 73 người. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, nên trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, do bận nhiều công việc đã ủy quyền cho các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào các ngày bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân một ngày trong một tháng theo quy định của luật tiếp công dân năm 2013. Trước đó, ngày 11 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp năm 2021. Tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, trong suốt 18 tháng năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, có 5 lãnh đạo cấp tỉnh chỉ tiếp dân một ngày và có 4 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh không tiếp dân ngày nào. Trong đó, thời điểm năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, ông Phan Ngọc Thọ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.